Ngày 15 tháng 4, công ty đấu giá hợp danh DHL đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 114 lô đất ở thuộc xã Định Trì và xã Song Mai. Tới dự có đại diện các phòng tài chính kế hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường thành phố và các ban ngành có liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã có đất đấu giá. Tham gia phiên đấu giá lần này có 124 khách hàng với 323 hồ sơ. Tại phiên đấu giá, khách hàng được đấu giá viên đại diện công ty đấu giá hợp danh DHL phổ biến nội quy đấu giá, cách thức đấu giá, cách ghi phiếu trả giá, giới thiệu vị trí 114 lô đất bằng hình ảnh trình chiếu. Tổng mức giá khởi điểm của các lô là hơn 172,7 tỷ đồng. Sau khi được nghe đấu giá viên phổ biến nội quy phiên đấu giá, khách hàng tham gia ghi phiếu trả giá và tiến hành bỏ phiếu trả giá theo quy định. Kết quả đã có 81 trên 114 lô đất được đấu giá thành công, giá khởi điểm là 36,3 tỷ đồng, giá trúng là 42,9 tỷ đồng, chênh lệch tăng 6,6 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng giá khởi điểm là 18%. Phiên đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, theo quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp.